không lý gì những người thực hiện dự án này lại không kỳ thường mình bị. Và như vậy chúng tôi nghĩ chúng tôi hy vọng rằng là tôi để làm sao chúng ta truyền thông đến rộng rãi. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn. Không chỉ là câu chuyện nhân đạo, câu chuyện chất độc da cam còn là câu chuyện của lương tri. Vụ kiện da cam, hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Đây là từ sáng kiến và tâm huyết. Dự án này mong muốn tạo nên sức mạnh của công luận, sức mạnh của hai là tọa đàm. Không chỉ tọa đàm mà hy vọng sẽ có nhiều cuộc tọa đàm trao đổi cho các vị khách quý. Có người là nhà ngoại giao, có người là nhà khoa học, có người là nhà hoạt động xã hội. Triển lãm và một cuộc tọa đàm mang tên Một nguyên đơn chịu nạn nhân. Quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu sự có mặt rất đặc biệt của bà Trần Thị Tuyết Nga, đại diện của Trần Tuyết Nga là em kế của chị Công Nga. Được tham gia năm chúng ta do có cơ hội, có điều kiện để đứng lên thay mặt cho tất cả mặt gia đình, trong đó chị Trần Tuyết Nga xin được tắm cảm ơn tất cả các anh các chị. Thì ngay thời điểm này, nước ngoài nước đang theo dõi qua làn sóng livestream, cũng như có một số quý vị đã tìm đến tập những quy định tuân thủ cho việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và trong hàng ghế của những người tham dự chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng nhận thấy sự hiện. Và thưa quý vị, trong phần tọa đàm đến từ đại học Văn Lang và chị Trần Thị Mỹ Quyên là nạn nhân chất độc da cam, nhân viên phòng đào tạo trường học Hoa Sen, nhà sáng lập nhóm công tác hội tình thương. Và trước khi đến với phần tọa đàm này, xin trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đọc đó và người mẹ gào rú lên khóc, rồi người cha chạy vô thì cũng khóc, nói rằng tôi đã đẻ ra con khỉ.
và sau đó nhà chồng nó cũng suy, nhưng mà từ đó về sau thì cứ mỗi tuần tôi đỡ đẻ lại 2-3 ca, thì có xin phép ở bệnh viện cho tôi lưu giữ ở trong những cái làm như vậy để nghĩ rằng là sau này mình đi điều tra, mình đi kia mua cựu chiến binh Hoa Kỳ nó trở lại Việt Nam, nó đến bệnh viện Thị Vũ, nó hỏi về những cái việc mà chất độc hóa học ở Việt Nam trên phụ nữ và trên trẻ con, thì tôi chịu trách nhiệm trả lời về cái câu hỏi đó, vì vậy nó để nó đi kiện các cái công ty hóa chất. Thì như vậy tôi tìm tài liệu đọc, thì tìm rất là nhiều. Ngày hôm nay đã làm được, đã giúp cho cái vụ kiện này và lên tiếng nói mà rất nhiều người ở thế giới người ta vẫn đang chờ là Việt Nam lên tiếng như thế nào cho vụ kiện này, thì hôm nay chứng tỏ được rất rõ cái mà Việt Nam ủng hộ vụ kiện như thế nào. Ngày 15 tháng 5 này á, chờ sau cái ngày 10 thì đến ngày 15 có một cái vụ tuần hành trên toàn thế giới chống lại Monsanto. Cho nên là tất cả nó đều giúp sức cho vụ kiện, là vì không ngay hôm đó thì là những các ủy ban mà ủng hộ vụ kiện Trần Tố Nga cũng sẽ là những cái người đi đầu. Tôi xin các bạn là cùng đồng hành, và dù rằng 5 tháng nó sẽ còn dài nữa, nhưng mà sức mạnh của công lý, của chân lý nó sẽ thắng thôi. Tôi dù rằng không còn tồn tại đừng đến cuối cùng, thì các bạn trẻ như Quyên, như tất cả các bạn và các bạn trẻ ở Việt Nam, ở Pháp, ở thế giới cũng sẽ đi tiếp cái con đường này để cho cái thảm họa da cam được biết đến, và các nạn nhân da cam bằng hình thức này hay hình thức nọ thì sẽ được giúp đỡ để cho họ sống một cách đàng hoàng. Dạ, cảm ơn, lần nữa xin rất cảm ơn. Dạ.